Vô, uống cái đi. Milo. Milo uống mập như cái chô. Rồi, thôi. Đây món bún nha các bạn. Đây là món ốc bu hấp xả. À khoan cho em hỏi là kênh của anh tên gì? Thôi đừng có coi kênh. Ông An Vlog. Ốc bu hấp xả nha. Sản của quê An Giang. Trời ơi, cái này ở Đồng Tháp. Ôi bạn. Người cay á. Ê bạn ngộ hay tin cái băng bên đây ba thằng bự ngồi chung cái băng bên đó hàng ngộ. Không có ngộ trời vậy. Alo. Không là alo. Alo. Quý. Thằng Quy vlog. Ông Quy vlog, ông Tấn vlog.
kìa kìa tương lai con. Đó, tương lai con. Con bé nhìn mình tưởng con đen. Học lẹ. Đó đụng nó mốt lắm con đen gì đó. Chạy cục rồi. Chạy xe BG mà chạy tay đá số sống à. Ba ba nữa tao mua cái đầu mày sao? Mua cái đầu quải rồi sao đây? Mua đầu quải sao đi nữa nữa ông cho tôi mượn nữa ông cho tôi mượn tôi quải con ông quay phim cho tôi đâu ba quải quải cái lỡ quên cái ngồi ghế ngồi xuống bẹp nói chuyện kinh dị gì chứ vậy mà nó quay hoài luôn chạy chán gì không ăn đó sợ lấy cái gì luôn quá hết rồi nè làm giấc mà tối nè ra chị biêu chị biêu ốc thôi mấy cha chị biêu ốc à tối chị biêu đem nướng vớt đủ nó làm cái bụp trước cái là rồi ăn. Đây là ốc bu hấp xả. Má lộ bụng đá vô đó luôn rồi. Rồi 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 anh nói gì anh nói đi. Thôi chưa? Rồi. Vô. Vô, uống cái đi. Milo. Milo uống mập như cái chô. Rồi, rồi. Đây món chính nha các bạn. Đây là món ốc bu hấp xả. À khoan cho em hỏi đây là kênh của anh tên gì? Thôi đừng có coi kênh. Ông An Vlog. Ông mua sản nha, đặc sản của quê An Giang mình luôn. Trời ơi. Cái này ở Đồng Tháp cũng có nha bạn. Đụng má mấy Đồng Tháp. Bạn có tiếp theo ăn mập Vlog xin tiếp tục. Sao vậy? À, mình ăn tiếp nha. Mình ăn tiếp nãy giờ có ăn. Nãy giờ có ăn đâu rồi. Cái món này là phải chấm với cái nước mắm mặn của ta nha các bạn. Cái mặn gì? Mặn này nó có sả nè. Không mặn lắm rồi được. Cái này là gì? Nè tâm của tâm hả? Cái này là gì? Cái này là gì ạ? Của ai ăn? Đó là chảy chim cút. Ờ chảy chim cút đây. Chim cút hả? Không biết cái gì luôn. Rồi anh thấy nào kịp phim món đó không? À, đây là chả chim cút chứ không phải là chim vịt. Đây 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 hến này lấy đây. Đây là lấy số ấy lộn lấy sống chứ không phải là lấy chết. Ồ thật sự. Cái đứa lên này quăng lý ăn lý. Ngộ. Vậy là có món luôn. Ồ không ăn. Đây 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 là tàu hủ trứng nhưng mà không phải là món chay mà là món mặn nha các bạn. Hai dĩa đó đổ rồi. Chị sao ra luôn rồi nè. Không phải lỡ mà là nãy kêu chị kêu luôn cái một. Hai dĩa bệnh. Hai dĩa bệnh. Tại vì cái này xào là luôn chứ không có còn hâm nữa được. Hâm lỡ nó teo thịt. Sao rồi chị? Xin lỗi luôn. Mày ăn sao? Tôi bỏ vậy đó. Bỏ đầu. Ăn có bóc quay chưa? Để tay bóc ăn. Đang quay. Đang quay mà. Không ăn mạnh tay gì đâu mình đắp liền ha. Bỏ rồi, để được cho ta lo thôi. Bỏ rồi. Bỏ rồi. Chị ơi. Cái nhỏ. 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 Thank you.